ngũ phạm hạnh giới Brahmacharya Panchasila, thêm vào ngũ giới, bát quan trai giới và thập giới còn có ngũ phạm hạnh giới, là giới dành cho người cư sĩ. Tuy nhiên, ngũ phạm hạnh giới thực tế là ngũ giới, giới thứ ba trong năm giới gốc Kamesu Michachara Veramani Sikha Padang Samadhiyami, được thay thế bằng Abrahmacharya Veramani Sikha Padang Samadhiyami, được áp dụng trong ngũ phạm hạnh giới. Ngũ phạm hạnh giới do vị thiện nam Gác Quê Xí thọ trì vào thời kỳ Đức Phật Ca Diếp Anguttara Nipata Panchaka Nipata và Upasaka Vagga 13 Gác Quê Xí Sutta trong thời kỳ của Đức Phật Gautama. Giới này được thọ trì bởi gia chủ Úc Gác, quan thủ quỷ của thành Wesali và Úc Gá, người thủ quỷ của ngôi làng Hathigama, nước Wachi. Anguttara Nikaya Attakatha Nipata và Gabhapati Wagga 1 Sutta và 2 Sutta. Hai vị Úc Gá nguyện thọ trì ngũ phạm hạnh giới từ Đức Thế Tôn và thọ trì chúng trong bốn bà vợ mà mỗi người có. Hai bà vợ của cả hai người được phép tái giá lấy chồng khác, rồi lần lượt những bà vợ còn lại cũng như thế. Và sau đó, hai vị gia chủ này sống độc thân. Họ là những người bất lai, còn tại gia. Không nên hiểu lầm rằng những người có gia đình trong thời hiện tại muốn thọ trì phạm hạnh giới phải từ bỏ vợ của họ mà không chút luyến ái. Nói cách khác, không nên cho rằng họ không thể loại giới này trừ khi họ từ bỏ những bà vợ trước của họ. Vì theo lời giải thích của bộ chú giải Khuddaka Patha thì trong 10 giới chỉ có 4 giới là Panatipata, Adinadana, Musawada và Suramerayya được xem là thường giới. Cho nên điều rõ ràng là giới không hành dâm và những giới còn lại như Vikalapochana v.v. không phải là thường giới. Chúng là hạng định giới Niyamasila, được thọ trì thỉnh thoảng, cho dù họ không thể thọ trì các giới cấm, đúng như người thợ gốm Khatikara. Họ cũng có thể thọ trì chúng như là hạn định giới được, chừng nào tốt chừng đó. Cũng vậy, về ngũ phạm hạnh giới, hai vị Úc Gá là những vị bất lai, đã từ bỏ những bà vợ của họ mà không chút luyến ái, và thọ trì giới trọn đời. Nếu những người khác có thể thực hành theo gương của họ và thọ trì loại giới này thì tốt. Nhưng nếu họ không thể bắt chước hoàn toàn thì họ nên thọ trì giới chỉ theo khả năng của họ. Ngũ phạm hạnh nhất thực giới Brahmacharya Panchama Ekapattika Sila. Hơn nữa, còn có một loại giới khác gọi là ngũ phạm hạnh nhất thực giới hay nhất thực giới Ekapattika Sila. Ekapattika nghĩa là chỉ ăn mỗi ngày một bữa vào buổi sáng. Bởi vậy, nếu người cư sĩ muốn thọ trì giới này, thì sau khi nguyện thọ trì ngũ phạm hạnh giới, họ phát nguyện thêm một giới nữa như sau: Vikalapochana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Hoặc nếu họ muốn thọ trì hết một lần, thì họ có thể nguyện như sau: Brahmacharya Panchama Ekapattika Silang Samadhiyami. Giới này được thọ trì bởi các vị thiện nam Thammika Upasaka và tín nữ Nanda Mata Upasika v.v. vào thời Đức Thế Tôn theo bài kinh Thammika Sutta của bộ chú giải Sutta Nipata, vào thời Đức Phật Kassapa thiện nam Gawesi Upasaka cũng thọ trì giới này. 500 người cư sĩ cũng vậy. Anguttara Nikaya Panchaka Nipata bà Upasaka Vagga 10 Gawesi Sutta. Bát quan trai giới Athanga Uposatha Sila. Về ngũ giới, có thể nói rằng tại sao riêng chữ Pancha được dùng đến, về thập giới thì chữ Đá Xá được dùng đến, trong khi để mô tả tám giới không riêng chữ Athá mà chữ Uposatha cũng được dùng thêm vào. Chữ Uposatha có 5 nghĩa: A. Sự tụng đọc Patimokkha. B. Tên riêng dành cho loài người và thú vật. C. Sự thọ trì. D. Giới được thọ trì. Và E. Ngày thọ trì giới.
Trong năm nghĩa này, nghĩa thứ nhất A chỉ liên quan đến vị tỷ kheo, và nghĩa thứ hai B là tên dành cho vị hoàng tử, tức là hoàng tử Uposatha, hoặc tên của con voi, tức là con voi Uposatha, vân vân, không liên quan đến chương nói về Sila. Chỉ ba ý nghĩa còn lại mới được xét đến ở đây. Ba nghĩa có nguồn gốc từ chữ Pali Upavasa, có nghĩa là sự thọ trì hay sự thực hành viên mãn các giới cấm. Ý nghĩa thứ ba C là hành động thọ trì giới. Ý nghĩa thứ tư D là giới cần được thọ trì. Ý nghĩa thứ năm E là ngày thọ trì giới. Về ngũ giới và thập giới, đối với những người giới đức, trong quá khứ chẳng có ngày đặc biệt nào được đặt định ra cả. Chỉ có tám giới được thọ trì vào những ngày cố định đặc biệt. Do đó, chữ Uposatha ở đây ám chỉ đến tám giới. Có một điểm khác cần xét đến. Năm giới không nhiều như tám giới, và vì chúng được thọ trì hàng ngày nên không có ngày đặc biệt được đặt tên cho sự thọ trì của chúng. Nhưng còn thập giới thì cao hơn tám giới, nên những bậc trì giới trong quá khứ đáng ra phải định ngày đặc biệt để thọ trì chúng. Nhưng ở đây, tại sao họ không làm như vậy? Lý do có thể chấp nhận là tám giới đặc biệt thích hợp cho người cư sĩ, trong khi mười giới thì không. Theo Bộ Thanh Tịnh Đạo, mười giới dành cho các vị Sa-di và Sa-di-ni, Bộ Chú Giải Khuddaka Patha cũng giải thích rằng giới cuối cùng Chattarupa Sikkhapada trong mười giới là giới đặc biệt dành cho các vị Sa-di. Do đó, điều rõ ràng là mười giới chỉ đặc biệt dành cho các vị Sa-di, không dành cho người cư sĩ. Do đó, những bậc trì giới và đa văn trong quá khứ đã chọn từ hai loại giới liên quan đến họ, chọn ra tám giới là giới cao hơn, được thọ trì vào ngày ấn định đặc biệt. Do đó, chỉ có tám giới được gọi là Uposatha như đã giải thích trong bộ Visuddhi Magga. Các bậc giới đức không chỉ thỏa mãn với việc thọ trì giới, họ cũng muốn làm việc phước qua việc bố thí, mà đòi hỏi phải mua sắm, kiếm về những vật, những món để bố thí. Kết quả là họ không thể thọ trì điều học Chataru Paracha Sikkhapada cho đúng pháp được. Do đó, người ta đã định đặt ngày đặc biệt cho việc thọ trì tám giới. Cửu giới Nawangasila trong bộ Anguttara Nikaya có một bài nói về cửu giới với lời mở đầu như sau: chín giới có lợi ích, có phước báo, có quyền lực. Khi kể ra các giới, Đức Thế Tôn nói tám giới trước, từ Panatipata Sikkhapada đến Uccasayana Maha Asayana Sikkhapada, nhưng kết thúc bằng phương pháp thực hành bác ái như vậy: Metta Sahagatena Chetasa Ekang Disang Faritoa Viharami. Tôi trú trong những ý nghĩ bác ái thấu đến tất cả chúng sanh trong một phương. Theo bài kinh này, để giữ chín giới này, sau khi nguyện thọ trì bát quan trai giới, người ta thọ trì thêm pháp thiền bát ái. Người thọ trì tám giới không khuyết phạm và thọ trì tiếp pháp tu bát ái gọi là người thọ trì cửu giới. Bát ái được tu tập, còn giới thì được thọ trì. Do đó, để thực hành cửu giới, người ta không cần đọc lên chín giới khi nguyện thọ. Nguyện thọ trì tám giới là đủ, và tu tập bát ái càng nhiều càng tốt. Như vậy, người ấy được xem là đang thực hành chín giới. Về pháp bát ái, như Đức Thế Tôn đã đặc biệt nêu ra, Ê căn đi săn rải tâm bát ái đi một phương, còn hơn chỉ trú tâm bát ái mà không rải đi. Người nên hướng tâm của mình đến tất cả chúng sanh trong mười phương, bốn hướng chính, bốn hướng phụ, cộng thêm hướng trên và hướng dưới. Rải lần lượt từng hướng, bắt đầu từ hướng nào cũng được. Cho dù có bốn pháp vô lượng tâm, từ bi hỷ và xả, Đức Thế Tôn chỉ chọn pháp từ ái và thêm nó vào tám giới. Như vậy là đang mô tả chín giới, vì pháp bác ái có oai lực lớn. Đó là lý do khiến Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh bác ái trong bộ Khuddaka Patha và bộ Sutta Nipata. Cũng vậy, trong tăng chi bộ Ekadasa Nipata 2 Anusati Vagga 5 Sutta có đề cập 11 lợi ích phát sanh
lặp đi lặp lại đến người tu tập pháp bác ái. 1. Ngủ an vui. 2. Thức dậy cũng được an vui. 3. Không thấy ác mộng. 4. Được mọi người thương mến. 5. Được ghi nhận thương mến. 6. Được chư thiên bảo hộ. 7. Không bị lửa, thuốc độc và khí giới làm hại. 8. Tâm vào định sẽ dễ dàng. 9. Gương mặt tươi sáng và trầm tĩnh. 10. Người ấy chết với tâm không rối loạn. Và 11. Nếu người ấy không thể thông đạt pháp bậc cao, đạo quả A-la-hán trong kiếp này, người ấy sẽ được tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Như vậy, điều rõ ràng là pháp bác ái có oai lực nhiều hơn ba pháp vô lượng tâm kia. Ba loại giới Upo-sát-tha-si-lá. 1. Upo-sát-tha của người chăn bò Gopala Upo-sát-tha. 2. Upo-sát-tha của đạo lõa thể Nigantha Upo-sát-tha. 3. Upo-sát-tha của bậc thánh Ariya Upo-sát-tha. Ba loại giới này được Đức Thế Tôn thuyết giảng trong Tăng Chi Bộ Tika Nipata 2. Maha Vakka 10. Visa Upo-sát-tha Sutta. Các ý nghĩa chính là: 1. Upo-sát-tha Sila được thọ trì bằng những ý nghĩ của người chăn bò thì được gọi là Gopala Upo-sát-tha. Sau khi lùa đàn bò đi ăn cỏ suốt ngày, người chăn bò lùa chúng về với chủ vào buổi chiều. Khi đến nhà, anh ta chỉ suy nghĩ bằng cách này: ngày hôm nay ta đã lùa bò đi ăn cỏ ở cánh đồng đó và dẫn chúng đi uống nước ở chỗ đó đó. Ngày mai ta sẽ lùa chúng đến cánh đồng nọ để ăn cỏ và đến chỗ kia để uống nước. Tương tự, người thọ trì Upo-sát-tha Sila có những ý nghĩ tham đắm vật thực, suy nghĩ rằng: hôm nay ta đã ăn loại vật thực này, ngày mai ta sẽ ăn loại vật thực kia. Nếu người ấy cứ suốt ngày suy nghĩ như vậy, giống như người chăn bò, thì Upo-sát-tha của người ấy được gọi là Upo-sát-tha của người chăn bò. 2. Upo-sát-tha Sila được thọ trì bởi đạo sĩ lõa thể, chấp theo tà kiến, thì được gọi là Nigantha Upo-sát-tha. Ví dụ, về giới không sát sanh đối với họ, thì chúng sanh ở cách xa 100 do từng trở đi về hướng đông, hướng tây, hướng nam, bắc, không được giết. Ở ngoài cách nào đó thì được giết. Như vậy là tạo cơ hội để làm điều ác. Sự khác biệt giữa những chỗ bị cấm và không cấm để làm điều ác là Upo-sát-tha của họ. Upo-sát-tha được thực hành bởi những người có quan điểm như vậy, gọi là Nigantha Upo-sát-tha. 3. Nếu Upo-sát-tha được thọ trì sau khi thanh lọc các pháp ô nhiễm trong tâm của pháp niệm tưởng ân đức Phật, vân vân, thì nó được gọi là Ariya Upo-sát-tha. Lại nữa, Ariya Upo-sát-tha có 6 loại. A. Rammu Upo-sát-tha. B. Thammu Upo-sát-tha. C. Sanghu Upo-sát-tha. D. Silu Upo-sát-tha. E. Dewa Upo-sát-tha. F. Atgantha Upo-sát-tha. A. Upo-sát-tha được thực hành bằng cách miệng thọ trì 8 giới và niệm ân đức Phật như Arahant vân vân thì được gọi là Rammu Upo-sát-tha. B. Upo-sát-tha được thực hành bằng cách nguyện thọ trì 8 giới và niệm tưởng các ân đức của pháp thì được gọi là Thammu Upo-sát-tha. C. Upo-sát-tha được thực hành bằng cách nguyện thọ trì 8 giới và niệm tưởng các ân đức của tăng thì được gọi là Sanghu Upo-sát-tha. D. Upo-sát-tha được thực hành bằng cách nguyện thọ trì 8 giới, thọ trì không khuyết phạm giới nào và niệm các ân đức của giới thì được gọi là Sila Upo-sát-tha. E. Quán niệm rằng trong thế gian có những vị chư thiên và phạm thiên là những bậc đã từng có những ân đức, những đức tánh cao quý như tính, giới, đa văn, bố thí, trí tuệ trong những kiếp quá khứ của họ, và nhờ vậy họ được tái sanh vào cõi chư thiên và phạm thiên. Những đức tánh như vậy cũng có trong ta. Người ấy thọ trì Upo-sát-tha và so sánh mình với các vị chư thiên. Upo-sát-tha như vậy được gọi là Dewa-tupo-sát-tha. Ở đây Dewata hàm ý chư thiên và phạm thiên. Sau khi nguyện thọ trì bát quan trai giới, người ta quan niệm như vậy:
cũng như các vị A-la-hán, không bao giờ giết hại một chúng sanh nào và luôn luôn có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Ta cũng vậy, sẽ không giết hại chúng sanh nào và có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Do sự thực hành này, ta đang sống theo gương các vị A-la-hán. Upo-sát-thá được thọ trì theo cách này với sự quán niệm từng giới như vậy thì được gọi là Atthang-gu-po-sát-thá. Cần lưu ý rằng sự phân chia Upo-sát-thá thành ba loại là sáu loại theo cách thọ trì nó. Tuy nhiên, cách phân chia đầu tiên về Upo-sát-thá là chỉ có hai loại Atthang-gu-po-sát-thá và Nát-quăng-gá-upo-sát-thá. Ngày Upo-sát-thá có ba loại: một, tự nhiên Bồ Tát Pakati Upo-sát-thá; hai, Patiyagara Upo-sát-thá; ba, Patihariya Upo-sát-thá. Sự phân loại này dựa theo tăng chi bộ Tika Nipata; bốn, Dewa Duta Wagga; bảy, Raja Sutta, vân vân. Trong đó nói rằng Upo-sát-thăng Upavasanti Patigatranti và Chattu Disang Panchadasin Yaja Paskhasa Atthami Patihariya Pakhancha Atthaga Susamagatang. 1. Akati Upo-sát-thá. Ngày Upo-sát-thá thông thường, theo câu kệ Bali trên, những dòng Chattu Disang Panchadasin Yaja Paskhasa Atthami chỉ về những ngày Upo-sát-thá thông thường. Theo nội dung này, mỗi nửa tháng, Thượng Huyền và Hạ Huyền có ba ngày Upo-sát-thá, đó là ngày thứ 8, ngày thứ 14 và ngày thứ 15. Do đó, một tháng có 6 ngày Upo-sát-thá, mùng 8, 14, rằm, 23, 29 và 30. Tuy nhiên, trong chú giải, tháng Thượng Huyền có 4 ngày Upo-sát-thá, đó là mùng 5, mùng 8, 14, 15. Tháng Hạ Huyền cũng có 4 ngày Upo-sát-thá, ngày 16 tính thành ngày mùng 1, 17 là mùng 2, vân vân. Cả thảy có 8 ngày Upo-sát-thá trong một tháng. 8 ngày này là những ngày Upo-sát-thá thông thường mà người cư sĩ thường hay thọ trì. Ngày nay, người cư sĩ chỉ thọ trì 4 ngày Upo-sát-thá trong mỗi tháng. 4 ngày ấy là mùng 8, rằm, 23 và mùng 1. 2. Patigara Upo-sát-thá. Những ngày Upo-sát-thá trước và sau Patigara Upo-sát-thá nghĩa là 8 ngày Upo-sát-thá thông thường cộng thêm 1 ngày trước và 1 ngày sau của mỗi ngày trong 8 ngày ấy. Pati nghĩa là lặp lại, Chagara nghĩa là tỉnh thức. Do đó, Pati Chagara Sila có thể được diễn dịch là giới tỉnh thức lặp đi lặp lại trước giấc ngủ của các pháp ô nhiễm. Cách tính số ngày như sau: ngày mùng 5 thì có thêm mùng 4 đứng trước và mùng 6 đứng sau. Ngày mùng 8 thì có ngày mùng 7 đứng trước và mùng 9 đứng sau. Ngày 14 thì có ngày 13 đứng trước, không có ngày sau vì ngày 15 là ngày Upo-sát-thá chính thức. Ngày rằm không có ngày trước mà chỉ có ngày 16 là sau. Như vậy, liệt kê theo thứ tự thì ta có mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, 13, 14, 15 và 16. Như vậy, mỗi nửa tháng có 10 ngày Upo-sát-thá, một tháng có 20 ngày, 8 ngày Pakati Upo-sát-thá và 12 ngày Patichagara Upo-sát-thá, 3. Patihariya Upo-sát-thá. Upo-sát-thá có oai lực nhiều hơn Patichagara thì gọi là Patihariya Upo-sát-thá. Patichagara Upo-sát-thá có những ngày xen kẽ trong nửa tháng Thượng Huyền và nửa tháng Hạ Huyền. Patihariya Upo-sát-thá không có những ngày như vậy. Giới được thọ trì liên tục. Nếu người cư sĩ muốn thọ trì Patihariya Upo-sát-thá, họ nên thọ trì 3 tháng của mùa mưa, mùa an cư mà không bị đứt đoạn. Nếu họ không thể thọ trì 3 tháng thì họ nên thọ trì trong 1 tháng từ ngày rằm tháng Thadinjut, tức là tháng 10 dương lịch. Nếu họ không thể thọ trì trong 1 tháng thì họ nên thọ trì trong 15 ngày từ ngày rằm đến ngày mùng 1 tháng Thadinjut. Điều này được nói rõ trong Tăng Chi Bộ. Tuy nhiên, theo bộ Sutta Nipata Atthakatha,
bài kinh Dhammika Sutta của Chunla Wakga. Upasatha được thọ trì trong 5 tháng. Waso, Wakyon, Tao Thalin, Thadin Yut, Tao Yan Mon. Mà không đứt đoạn thì gọi là Patihariya Upasatha. Trong khi đó, những vị A-sa-lê khác thì nói rằng Upasatha được thọ trì mỗi tháng trong 3 tháng Waso, Tao Mon và Tapan. Mà không bị đứt đoạn thì gọi là Patihariya Upasatha. Số A-sa-lê khác nữa thì cho rằng theo những bộ kinh Bali có 3 ngày Pakati Upasatha, đó là ngày mùng 8, ngày 14 và 15 của mỗi nửa tháng. Nếu cộng thêm 4 ngày nữa vào 3 ngày Pakati Upasatha ấy, tức là mùng 7 trước ngày mùng 8 và mùng 9 sau ngày mùng 8, 13 trước ngày 14 và 16 trước ngày 15. Nếu những ngày như vậy được thọ trì thì gọi là Patihariya Upasatha. Nhà chú giải nhận xét rằng vì lợi ích của những thiện nhân muốn gặt hái phước báu thì tất cả những loại giới được nêu ra để họ có thể thọ trì bất cứ loại giới nào mà họ thích. Trong 3 quan điểm được nêu ra trong bộ Sutta Nipata Athakatha, quan điểm riêng của nhà chú giải Upasatha được thọ trì trong 5 tháng là Patihariya Upasatha, phù hợp với nội dung của bộ chú giải Anguttara. Còn thời gian được thọ trì liên tục trong 3 tháng và theo bộ chú giải Sutta Nipata thì 5 tháng. Đó chỉ là sự khác biệt. Quan điểm thứ 3 từ bộ chú giải Sutta Nipata là phù hợp với quan điểm của các bộ chú giải của các bộ sách và bài kinh Nemichataka Vimana Vathu, Uttara Vimana Vathu, Theragatha và Suruchi Chataka của bộ Pakinaka Nipata. Tuy nhiên, theo phẩm Sugatha Wakga của bộ Samyutta Attakatha Indaka Wakga 5 Sutta thì Patihariya Upasatha trong mỗi nửa tháng là những ngày mùng 7, mùng 9, 13 và 16 hoặc mùng 1 của tháng Thadin Yut. Ở đây có một điều cần xét đến. Mặc dù các bộ chú giải của các bộ Anguttara, Sutta Nipata, Chataka và bộ Samyutta được viết ra bởi cùng một tác giả, Đại Đức Mahabuddhaghosa, nhưng tại sao chúng lại khác nhau về ngày Upasatha? Theo bài kinh Visak Upasatha Sutta thì rõ ràng là Đức Phật có mô tả ba loại Upasatha, nhưng không có bài kinh nào được Đức Phật thuyết mà không nói đến những ngày Upasatha đặc biệt. Ba loại này: ngày Upasatha ngày 14, ngày Upasatha 15, ngày Upasatha mùng 8, ngày Patihariya Upasatha được nêu ra trước không phải do Đức Thế Tôn mô tả là những ngày Upasatha. Thật ra, chính Sakka, vua của chư thiên, đã nói với các vị chư thiên ở cõi 33 rằng: các vị hãy thọ trì Upasatha vào ngày 14, 15 và mùng 8, vào những ngày gọi là Patihariya. Cũng vậy, các vị hãy thọ trì Upasatha. Tin này được Tứ Đại Thiên Vương trình bạch lên Đức Thế Tôn, và khi vị ấy đi quanh khắp cõi người để liệt kê những người có giới đức, Đức Phật chỉ truyền lại những lời của Sakka mà thôi. Sự phân loại những ngày Upasatha 14, 15 và mùng 8 chỉ là câu nói về những ngày Upasatha do mọi người thọ trì theo truyền thống. Không có bài kinh đặc biệt nào do Đức Thế Tôn thuyết giảng có tánh cách áp đặt cả. Upasatha phải được thọ trì vào những ngày này hay không được thọ trì vào những ngày khác. Như vậy, những ngày 14, 15 và mùng 8 là những ngày thọ trì Upasatha do người xưa quy định. Bởi vậy, theo truyền thống chỉ có 3 ngày Pakati Upasatha, nhưng về sau người ta cũng thọ trì ngày mùng 5, cho nên mới có 4 ngày Upasatha trong mỗi nửa tháng. Như vậy, ngày Upasatha thứ 5 được nêu ra trong bộ chú giải. Ngày nay, người ta chỉ thọ trì 4 ngày Upasatha trong một tháng. Đức Phật không quy định ngày Upasatha đặc biệt nào cả, vì mọi người có thể thọ trì bất cứ ngày nào mà họ thích. Khi đề cập những ngày Patichagara và Patihariya Upasatha là những ngày đặc biệt để thọ trì,
Các nhà chú giải chỉ ghi lại những pháp hành khác nhau của mỗi người theo truyền thống tập tục, cho nên mới có những điểm khác biệt này trong các bộ chú giải. Hơn nữa, các bộ kinh Anguttara, Sutta Nipata, Samyutta và Chataka nêu ra các bài trình bày về giới được gọi là Suttanta Desana. Chúng cũng được gọi là Vohara Desana vì trong những bài kinh này, Đức Phật là bậc vô song trong cách sử dụng thế gian, đã ứng dụng những thuật ngữ và những cách nói của mọi người và không bao giờ có thể giống nhau được. Như vậy, về những sự phân loại khác nhau của Ngài Upasatha, vì tất cả đều nhắm đến việc tạo phước, nên không cần thiết để quyết định quan điểm nào là đúng, quan điểm nào là sai. Trong bộ chú giải Suttanta Nipata, ba quan điểm được mô tả là để khuyên độc giả muốn chọn cách nào tùy thích. Người thọ trì giới chọn những ngày thích hợp mà họ thích hơn và thọ trì theo nhiều cách, và tất cả sự thọ trì của họ là làm tăng trưởng phước báu. Bởi vậy, các nhà chú giải viết ra để ghi lại những cách mà mọi người đã áp dụng trong các bài kinh Suttanta Desana. Ngay cả Đức Phật cũng trình bày lại theo những cách ứng dụng của mọi người. Tại sao Đức Thế Tôn lại thuyết giảng theo cách này? Bởi vì Ngài muốn họ đừng phá bỏ những tục lệ truyền thống tốt đẹp của họ. Mục đích chính của Đức Thế Tôn là thuyết giảng thắng nghĩa pháp hay thực tại cùng tột như danh và sắc, để sự chứng đắc đạo quả và niết bàn được dễ dàng. Thuyết giảng bằng những từ khó hiểu như vậy có thể đem lại lợi ích cho những người có sự hiểu biết đúng đắn, nhưng nó có thể làm cho những người thiếu sự hiểu biết đúng đắn phạm phải những ác nghiệp, để rồi dẫn họ xuống bốn cảnh khổ. Ví dụ, những người có sự hiểu biết sai lạc về danh và sắc thường nghĩ rằng trong thế gian này chỉ có danh sắc mà thôi, không có ta cũng không có kẻ khác. Nếu không có kẻ khác thì sẽ vô hại khi giết họ, và sẽ không có cái ta hoặc cái của người khác. Do đó, sẽ vô hại trong việc trộm cướp, tà dâm, vân vân. Bằng cách này, họ tự do phá hoại những luật lệ của xã hội và làm những việc ác như vậy, khiến họ phải tái sanh vào các khổ cảnh đọa xứ. Về đệ nhất nghĩa đế, không có ta, cũng không có kẻ khác, không có đàn bà, vân vân, chỉ có các uẩn của danh và sắc. Đối với những người không thể hiểu được những thuật ngữ về chân lý cùng tột, Đức Phật áp dụng những thuật ngữ về chân lý thông thường, Sammuti Satcha. Trong những thời pháp của Ngài, dầu tất cả đều là một khối gồm danh và sắc, bằng cách dùng thông thường để dễ dàng hiểu được, nên mới có sự chế định rằng khối này là tôi, khối nọ là chúng nó, khối kia là mẹ, cha, vân vân. Nếu người ta đi ra ngoài những nguyên tắc đã được định đặt trong thế gian, họ sẽ lầm lạc phạm vào những ác nghiệp. Để ngăn người ta đừng đọa vào các khổ cảnh do kết quả của những ác nghiệp của họ, Đức Phật thuyết giảng những bài kinh mà trong đó Ngài dùng những từ thông thường. Tuy nhiên, nếu chỉ có những bài kinh như vậy, người ta sẽ nghĩ rằng những từ tôi, anh, con trai của tôi, con gái của tôi, vợ của tôi, tài sản của tôi, vân vân, là những thực thể cùng tột, và niềm tin của họ sẽ là thân kiến tin vào sự thường tồn của cái ta. Thân kiến càng sâu nặng thì đạo quả và niết bàn càng xa vời. Cho nên, Đức Phật mới thuyết giảng về Namarupa Paramattha Dhamma. Một số vị Asale viết rằng, trong tạng luật, có điều luật dành cho các vị tỷ khưu là không hành Bhikkhu Upasatha, sự tụng đọc các điều luật về Patimokkha vào những ngày không phải Upasatha. Nếu làm như vậy, họ sẽ phạm tội tác ác Dukkata Apatti. Cũng vậy, người cư sĩ không nên thọ trì bát quan trai giới vào những ngày không phải Upasatha. Viết như vậy chứng tỏ họ chưa thành công trong việc diễn giải pháp của Đức Phật. Vinaya Desana theo văn học Phật giáo được gọi là Anna Desana. Nó có nghĩa là điều luật chính thức do Đức Thế Tôn ban hành. Nếu vị tỷ kheo phạm vào một điều cấm, ngay cả với ý định tốt, vị ấy cũng phạm tội vì đã đi ngược mệnh lệnh của Đức Thế Tôn và vi phạm các điều luật của bộ luật Vinaya. Cho rằng
Điều luật quý nó giá như vậy cũng áp dụng với người cư sĩ trong việc thọ trì Uposatha của họ. Nói rằng mọi người không được thọ trì giới vào những ngày không phải Uposatha và làm như vậy sẽ có tội. Rõ ràng là sự diễn giải sai lầm về Desana. Tóm lại, Uposatha và sự thọ trì thanh tịnh và cao quý có thể được thực hành bất cứ ngày nào. Sự thọ trì nó càng nhiều thì quả phước càng lớn. Do đó, phụ chú giải của bài kinh Maha Suddha Sana Sutta trong đại phẩm Maha Vakka Dikha Nikaya nói rằng Uposathang Vajjati Atthang Gassa Mana Gattang Sabbadivassesu Gahathe Hi Rakkhatappassi Lang. Uposatha được xem là giới có 8 điều răn mà người cư sĩ có thể thọ trì trong tất cả mọi ngày. Phụ chú giải này do Đại Đức Dhammapala biên soạn. Ngài cũng biên soạn các bộ Anuttika, phụ chú giải của bộ Mulattika, bộ Visuddhimagga, Mahattika, bộ Itiwuttaka, Attakatha, v.v. và những bộ phụ chú giải khác nữa. Chấm dứt 4 loại giới: Bhikkhu Sila, Bhikkhuni Sila, Anuppasampanna Sila và Gahavattha Sila. Lại nữa, 3. Giới có 4 loại: A. Tự nhiên giới, Pakati Sila; B. Chánh hành giới, Achara Sila; C. Pháp tánh giới, Dhammata Sila; D. Tức nhân giới, Uppahetu Sila. A. Sự không vi phạm ngũ giới của những người ở cõi Bắc Cu Lưu Châu gọi là tự nhiên giới. Về bản tánh, những chúng sanh này kiêng tránh các ác nghiệp như sát sanh v.v. mà không nguyện thọ trì ngũ giới. Sự việc không phạm ngũ giới ấy không phải là vấn đề kiêng tránh giới do lời nguyện thọ ly, samadana, virati, chỉ là sự kiêng tránh tự nhiên ngay cả khi có điều kiện để vi phạm đắc ly, sapatta, virati. B. Làm theo các sự thực hành truyền thống của gia đình, địa phương hoặc bộ phái thì được gọi là chánh hành giới. Bởi vì tổ tiên cha ông đã từng làm như vậy nên gọi là Kula Achara, sự kiêng tránh điều ác vì đó là phong tục của địa phương nên gọi là Desa Achara, sự kiêng tránh điều ác vì nó được làm như vậy trong tông phái của mình thì được gọi là Pasandat Sila. C. Loại giới được thọ trì bởi mẹ của Bồ Tát vào lúc bà có thai. Do oai đức của nó mà bà không có ý nghĩ nào về đàn ông cả. Đó là pháp tánh giới, Dhammata Sila. Mẹ của Bồ Tát thường thọ trì ngũ giới đều đặn từ lúc có thai. Điều này do bởi một chúng sanh vô cùng cao quý, tức là Bồ Tát, đang nằm trong bào thai của bà. Vì giới được thọ trì bởi mẹ của Bồ Tát như là một quy luật, nên nó được gọi là pháp tánh giới. D. Sự thọ trì giới bởi những người có đời sống trong sạch như chàng trai Pippali về sau trở thành Maha Kassapa và Bồ Tát như vua Maha Silava, do bởi căn tánh tự nhiên và không do sự chỉ dạy của bất cứ ai thì gọi là túc nhân giới. Do kết quả của sự thọ trì giới đã tích tập thường xuyên trong những kiếp quá khứ của họ nên bản tánh của họ có khuynh hướng thọ trì giới trong kiếp hiện tại này. Lại nữa, 4. Giới có 4 loại. A. Biệt biệt giải thoát, luật nghi giới, Patimokkha, Samvara Sila. B. Căn luật nghi giới, Indriya Samvara Sila. C. Hược mạng luật nghi giới, Achiwa Parisuddhi Sila. Và D. Tư cụ y chỉ giới, Paccaya Sannisita Sila. 4 loại giới này chỉ liên quan đến vị tỷ kheo. Khi Bồ Tát đạo sĩ Sumetha suy xét về giới ba la mật, ngài tự nhủ rằng Tatha ewa toan chattu su phumi su silani paripuraya. Cũng vậy, ngươi nên hoàn thành trong 4 lãnh vực của giới. A. Biệt biệt giải thoát luật nghi giới là giới giúp người thọ trì thoát khỏi 4 khổ cảnh. Ba tí, người thọ trì mốc khá giải thoát, giải phóng. Người thọ trì giới này: 1. Nên có chánh hạnh.
2. Nên đến những chỗ thiện, vô tội. 3. Nên thấy mối nguy hiểm to lớn trong lỗi lầm nhỏ nhất. Tội có thể nhỏ như hạt bụi, nhưng vị tỷ kheo nên thấy mối nguy hiểm trong đó lớn bằng núi Tu Di, cao 168.000 do tuần. Và 4. Nên thọ trì, thực hành các điều học một cách đúng đắn. Giải rõ hơn. 1. Trong thế gian này, có chánh pháp nên thực hành Acharathamma và vi pháp nên tránh Anacharathamma. 3. Thân ác nghiệp, sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Và 4. Ác ngữ nghiệp, nói dối, nói đâm thọc, chửi mắng và nhảm nhí. Cả thảy 7 ác hạnh, Dukkharita và những ác nghiệp khác làm hư hoại giới gọi là phi pháp Anachara. Sau đây là một số ví dụ về những ác nghiệp làm hư hoại giới. Trong thế gian, có một số tỷ kheo kiếm sống bằng cách cho tre, lá, hoa, trái cây, bột giặt, tăm xỉa răng đến người cư sĩ. Họ tự hạ thấp phẩm giá bằng cách tán đồng, hùa theo những lời nói ác của người cư sĩ. Tân bốc nịnh bợ, họ để kiếm lợi. Nói nhiều điều giả dối, pha lẫn chút chân thật. Như món đậu xào, nửa chín nửa sống, họ giữ con cho người cư sĩ như những bà vú nuôi, bồng ẩm, thay tả lót, vân vân. Họ làm công việc chạy vặt, giữ nhà, vườn, trao đổi đồ, ăn, thức uống. Những hành động tà mạn như vậy, Đức Phật gọi là phi chánh hạnh, Anacharathamma. Thật không thích hợp cho vị tỷ kheo làm công việc, cho tre, lá, vân vân, cho dù người cư sĩ cần đến. Lại càng tệ hơn khi người cư sĩ không cần đến. Những hành động như vậy không phải việc làm của vị tỷ kheo. Nếu họ làm như vậy, họ sẽ làm tiêu hoại niềm tin của người cư sĩ. Kula Dusana, đối với tạng luật. Về mặt này, người ta có thể thắc mắc rằng nếu vị tỷ kheo không cho người cư sĩ cái mà họ cần, liệu niềm tin của người cư sĩ có bị hủy hoại không? Hoặc nếu vị tỷ kheo cho họ cái mà họ cần, thì liệu người cư sĩ có tăng thêm niềm tin khi nghĩ rằng đây đúng là vị tỷ kheo đã làm thỏa mãn những nhu cầu của ta? Niềm tin của người cư sĩ đối với vị tỷ kheo đệ tử của Đức Phật vốn là niềm tin chân thật và trong sạch ngay trước khi nhận những vật tặng từ vị tỷ kheo. Sau khi nhận vật tặng, người cư sĩ xem vị tỷ kheo như người cho tre, cho lá, vân vân, và kết quả là tình cảm ái luyến khởi sanh trong họ. Do đó, niềm tin của họ đối với vị tỷ kheo bị nhiễm luyến ái. Niềm tin chân thật đã bị hủy hoại. Do đó, Đức Thế Tôn gọi hành động cho vật phẩm của vị tỷ kheo là Kula Dusana, tức là sự cướp đoạt niềm tin của người cư sĩ. Tất cả những pháp hành đối nghịch với những phi pháp hạnh kể trên là những chánh hạnh cần tu tập. 2. Chỗ lui tới có hai loại, chỗ lui tới chánh đáng và chỗ lui tới bất chánh. Chỗ lui tới bất chánh, một vị tỷ kheo trong giáo pháp của Đức Phật thường hay tiếp xúc thân cận với những người đàn bà quá, phụ nữ ly hôn, gái điếm, đàn bà ở vậy, BD và các tỷ kheo ni, thường đến ngồi ở các quán nhậu, trà trộn trong các vị vua, quan, ngoại đạo sư và tín đồ của họ như những người dân thường. Họ kết bạn với những người không có đức tin, những người chửi mắng và dọa nạt đệ tử của Đức Phật và những người có ác ý với những người theo đạo Phật. Tất cả những sự thân cận và những chỗ lui tới này là những chỗ lui tới bất chánh đối với các vị tỷ kheo. Tà hạnh xứ ở đây chỉ về sự thân cận bất chánh và những chỗ lui tới không thích hợp đối với các vị tỷ kheo. Nhưng nếu một cô gái điếm thỉnh các vị tỷ kheo về nhà trai tăng, họ có thể đi và thọ thực nhưng phải giữ chánh niệm. Ở đây, gái điếm, đàn bà quá, phụ nữ ly hôn, đàn bà ở vậy, BD và tỷ kheo ni được xem là những chỗ lui tới bất chánh vì họ là cơ sở của năm dục lạc. Quán rượu, tiệm giải khát, vân vân đều nguy hiểm cho sự thực hành chánh pháp. Thân cận với vua, quan cũng bất lợi. Sự cúng dường của họ rất tai hại như sấm sét. Và những nhà mà họ ở đó, người ta không có đức tin, những nơi mà người ta chửi mắng và dọa nạt, đều là những chỗ lui tới bất chánh, vì chúng sẽ làm thối thất niềm tin và gây ra sự sợ hãi cho vị tỷ kheo. Đối nghịch với những chỗ và những hạng người nói trên là chỗ lui tới chánh đáng của vị tỷ kheo. Một số cư sĩ có niềm tin nơi Tam Bảo, họ
Họ cũng tin vào nghiệp và quả. Họ giống như những cái hồ và giếng nước trong, là nơi mà vị tỷ kheo có thể đến lấy nước, không bao giờ cạn kiệt. Nhà của họ chói sáng màu y vàng của các vị tỷ kheo thường lui tới. Chỗ như vậy rất mát mẻ và an lành nhờ các vị tỷ kheo thường lui tới. Ở đây, mọi người thường hoan hỷ với những người thực hành giáo pháp của Đức Phật. Họ khích lệ và ủng hộ những người như vậy. Ngôi nhà như vậy là chỗ lui tới tốt đẹp dành cho vị tỷ kheo.